Anh Hùng bá định giá được cái địt là 100 triệu đấy. Cái nịt, nếu mà chỉ đứng một mình nó thì chỉ là một cái nịt. Nhưng khi nịt 200 tờ 1.000 thì nó có giá trị 200.000. Và khi nịt 200 tờ 500.000 thì nó có giá 100 triệu. Vậy bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn ở cạnh ai.